Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đưa ra đội hình thi đấu không phải mạnh nhất trong trận lượt về tối mùng 8 tháng 4. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận trên sân và ghi hai bàn vào lưới chủ nhà Nepal, nâng tổng tỷ số của cả hai lượt trận đi và về là 7-1. Phạm Hải Yến chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất tối qua. Ở trận lượt đi cô đã đóng góp một bàn nhưng trận lượt về cô gái gốc Hà Nội đã tỏa sáng rực rỡ chỉ trong một phút thứ 6 và 7. Hải Yến đã hoàn tất cú đúp, đội chủ nhà cũng đã cho thấy họ không có sự tiến bộ nào so với trận đấu cách đây 4 ngày. Bị dẫn bàn sớm, Nepal dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng những pha lên bóng đều quá đơn giản. Đội chủ nhà đặt kỳ vọng rất nhiều vào sự xông xáo của Chaudhary và Sabicha, tác giả bàn thắng duy nhất của Nepal ở trận lượt đi, nhưng đều từ những pha bộc phát cá nhân. Tình huống đáng kể nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 39, Sabicha có pha đối mặt nhưng không thể thắng được thủ môn Khổng Thị Hằng. Còn phía đội tuyển nữ Việt Nam có được khoảng cách an toàn nên huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định đưa ra một loạt điều chỉnh về nhân sự. Đội chủ nhà chơi quyết liệt hơn sau giờ nghỉ và một phần nhờ vào sự trùng xuống của các cô gái Việt Nam. Chính điều đó khiến chút nữa Khổng Thị Hằng phải vào lưới nhặt bóng sau pha đệm bóng cận thành đập cột của Dipa Sahi ở phút 67. Có thể chiến thắng 2-0 không đúng như mục tiêu, phải thắng đậm ở cả lượt về mới đảm bảo mọi thứ trôi chảy mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra, nhưng một suất đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024 và quan trọng là chiến thắng sẽ tạo động lực lớn lao giúp các cô gái Việt Nam trở lại sân chơi khu vực SEA Games 32 với niềm tin và sự lạc quan. Đánh giá về đối thủ, ông Chung nói, Nepal đang xếp thứ nhì ở Nam Á, do đó toàn đội hết sức thận trọng. Rất vui khi chúng tôi giành thắng lợi ở hai trận đấu và tiếp vào vòng loại thứ hai. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã học hỏi thêm được một số kinh nghiệm từ đội Nepal. Các bạn có thể lực tốt, sự nỗ lực và cố gắng. Dù sao, tôi muốn gửi lời chúc mừng đội Nepal đã có sự tiến bộ trong những trận đấu vừa qua. Ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước tập luyện và hướng tới SEA Games 32. Hiện có 10 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhóm cầu thủ này không dự vòng loại Olympic Paris 2024 nhưng vẫn có cơ hội thi đấu tại SEA Games 32. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng.